Hello, xin chào các bạn. Lại kể chuyện về chiếc xe VinFast. Chiếc xe VinFast từ khi nó ra đời vào năm 2019 đến năm 2021 fail. Lại VinFast khác thay thế đầu năm 2022, bây giờ giữa năm 2023 chưa biết tình hình tới đâu. nhưng mà đáng quý các bạn là cái hãng VinFast, là chiếc xe điện VinFast hiện nay, nó tạo ra không biết bao nhiêu câu chuyện khôi hài xung quanh cái sản phẩm này, mà người chủ của nó là yêu cầu người dân Việt Nam ở trong nước cũng như người Việt hải ngoại phải đặt cái tinh thần yêu nước, tinh thần yêu dân tộc vào cái sản phẩm của ông ta, đó là chiếc xe điện. Tôi chưa thấy một người nào làm marketing mà độc đáo như cái ông tỷ phú này. Quá độc các bạn. Mà trong khi Việt Nam biết bao nhiêu sản phẩm, Việt Nam sản xuất ra biết bao nhiêu sản phẩm, biết bao nhiêu dịch vụ, mà thậm chí rất nhiều sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, qua luôn cả Mỹ, Canada, là hai thị trường coi như là cấp cao nhất thế giới, có hết. Nhưng mà chưa có một ông chủ nào mà dám nói là đặt cái tinh thần Việt Nam, cái tinh thần dân tộc vào cái sản phẩm của họ, ngoại trừ tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và như tôi nói các bạn, cái sản phẩm này, cái công ty này nó tạo không biết bao nhiêu câu chuyện cười. Sau đây là câu chuyện khác, khác những câu chuyện trước nha. Mài mà cái đó. Nó nằm trong này hết các bạn, tôi mài mà cái đó. Mấy bạn đang mưa, đang mưa bị ướt, phải mài. Trời ơi là trời vui lắm các bạn. Mở. Câu chuyện thứ nhất, tôi nói về những người lái taxi VinFast là những người trung thực, mở ngoặc, đóng ngoặc. Như các bạn biết là cái xe điện VinFast này nó mới ra đời thôi. Nhưng mà tôi nhớ là cỡ chừng chạy có vài ngày là rất là nhiều cái gương tốt từ những người lái xe taxi VinFast. Nhiều gương tốt kinh khủng lắm. Người ta đăng cả một cái bài thế này đấy. Một cái bài như là chục tài xế là ít nữa. Đăng lên là trả của rơi. Người thì trả ví, đa số là trả ví. Người thì trả tiền, người thì trả điện thoại, người thì trả bla bla bla, đăng quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó là tôi không có chia sẻ các bạn, tại vì tôi nghĩ cái chuyện mà tài xế mà trả lại của rơi khách hàng, tôi thấy nó bình thường, cái gì đâu. Bên tôi cái chuyện này nó hết sức bình thường các bạn. Ngay cả mà coi như là đồ mà rớt ngoài đường mà người ta thấy vậy, người ta không đưa giùm cho. Cho nên bên này mới có cái chương trình Search for Love, các bạn coi. Người ta hay làm những cái chương trình như vậy, bình thường. Để huống gì mà trên taxi. Với là ở Việt, ngay cả Việt Nam vậy. Tôi thấy những cái hãng taxi khác thì thỉnh thoảng tôi cũng thấy là những tài xế người ta đem cả tiền, cả 100 triệu, 200 triệu người ta đi trả. Cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái hãng taxi VinFast này nó mới chạy có mấy ngày mà đã có không biết bao nhiêu gương tốt. Đó là trước đây nghe nhé. Còn bây giờ mới này, có gương tốt này này. Có gương tốt này mà khán giả gửi cho tôi. Và mọi người là trên Facebook người ta cười. Người ta cười các bạn. Người ta cười để lý do thế này. Có một cái tài xế taxi tên là Nguyễn Hoàng Nam trên Facebook nha. Ngày 12 tháng 5. Như vậy là cũng bây giờ họ gửi tôi mới làm. Người tên là Nguyễn Hoàng Nam các bạn. Anh này đăng rất là nhiều cái hình ảnh 4 này 5 6 7 8 cái hình ảnh mà nói về là anh ta nhận được cái ví trên cái xe taxi VinFast, và sau đó là có cái hình chụp với người bị bắt. Nhưng mà cộng đồng mạng người ta nhanh lắm các bạn. Người ta nhanh ở chỗ là cái ví mà để quên trên xe của anh ta là một cái màu khác. Đây tôi đưa các bạn coi nha. Này. Bà con cười quá trời luôn. Nguyễn Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Nam này là Facebook thôi. Còn đăng lên là đăng của người khác. Đây. Lấy nguồn từ Đỗ Đức Việt. Họ cười các bạn. Đây nha các bạn thấy chưa.
cộng đồng mạng người ta phát hiện ra, người ta vòng này. À, coi như cái ví của anh chàng tài xế này ấy, là cái ví màu màu này đây, màu bạc 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 à, màu không phải bạc bạc, không biết bên Việt Nam gọi là cái màu gì, màu bạc giống như màu dỉ rét rồi đó, là cái màu này. Vậy các bạn đăng lên ấy, Facebook của cái tài xế đó là người ta quay cái ví này, người ta khoe. À, nhưng mà khi anh ta trả lại ấy, là một cái ví màu đen 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 cùng với một khách hàng đã đi taxi, đã anh tài xế rồi đó. Và thật các bạn, hai cái màu khác nhau nha, hai cái màu khác nhau nha, dừng lại đây, hai cái màu khác nhau. Ê, cộng đồng mạng người ta cười quá trời luôn. Như vậy là sao các bạn? Xạo. Ông bỏ một cái ví khác trên xe, ông chụp cái hình. Nhưng mà chụp trước đó rồi các bạn, sau này mà làm cái lễ, gọi là cái lễ mà bàn giao, và coi như là sản phẩm bị mất cho khách hàng, kêu khách hàng vô chụp hình á, thì lại quên, lại đưa một cái ví màu khác xạ bị lộ. Mà tôi nhớ VinFast như mới chạy taxi cỡ chừng vài ba ngày thôi, cho người ta bắt quá à trời luôn, đưa lên không biết bao nhiêu gương tốt xạ. VinFast taxi xạo làm màu để mà quảng cáo VinFast. Ở Việt Nam hay có cái màn vậy đó các bạn, người ta quảng cáo láo lắm, quảng cáo xạo bịa ra, người ta quảng cáo. À, mục đích là gì các bạn? Mục đích là quảng cáo chiếc xe taxi VinFast, mục đích là quảng cáo những cái tài xế taxi VinFast là tài xế tốt, mà thật ra toàn là diễn hết á, nó xạo sự lắm. Thì các bạn cứ hình dung á, cái ông chủ của cái công ty này là một cái ông xạo, ông Phạm Nhật Vượng là một cái ông xạo, ông xạo từ cái khi mà ông là sinh viên ở bên bên Liên Xô, ông xạo miết, cái như xạo mãi mà dân mafia nữa. À, sao mãi cho đến khi về Việt Nam rồi cạp đất cạp đai rồi làm xạo, cho nên cái đám nhân viên tòa này toàn đám xạo không nữa. Cái việc á, mà nêu người tốt việc tốt của cái xe điện VinFast mà trong thời gian mới bắt đầu hoạt động vậy, để mục đích là quảng cáo taxi mà thôi, quảng cáo những công tài xế mà thôi, quảng cáo hãng là chính, mới xạo bị hở. Cười các bạn, một cười ha, có buồn cười nha, đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai tôi muốn cho các bạn cười nữa, là bây giờ cái xe VinFast VF5 đã bán ở Việt Nam, mới bán các bạn. Thì VinFast là VF5 hay F mấy hay F gì gì đi nữa thì cũng thế, cũng VF, cũng là VinFast, lại bị lỗi. Như tôi thường nói các bạn là VF8 nha, E34 bị lỗi rất là nhiều, bị lỗi từ lỗi nhỏ cho đến lỗi to, từ lỗi to xuống lỗi nhỏ, mà từ lỗi từ trái sang phải, từ phải sang trái, tôi nói nhiều rồi. Bây giờ cái xe VF5 này đang bán ngoài thị trường á, lại bị lỗi các bạn, lỗi nó giống như những cái lỗi khác hả. Đây 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 đây, à, trên một cái hội trên Facebook, cái hội này nổi tiếng lắm nha, là hội VinFast VFE34 VF5 VF6 VF7 VF8 VF9 Việt Nam. À, bây giờ nó VF5 này, VF5 nha, tôi đọc nó nha. Tôi đọc nha. Một cái sướng của xe điện là bạn có cảm giác được kiểu như vua. Húp. Mới đọc vô tượng đã nha. Trời ơi, mua xe VinFast được người ta kiểu đi như vua. Thôi. VF5 có lẽ đầu tiên được cổng về sướng. VF5 của người chủ này có lẽ là VF5 đầu tiên được cổng về sướng. VF5 mới bán. Bị rồi. Có thể lỗi gì nữa nha. Đang đi thì xe báo lỗi hệ thống điện đúng không vô số được. Không vô số được, xe không sạc được tại trạm sạc VinFast, thế là cậu đi. Là bằng chứng nha, đến được em cứ mua hoài, em cứ rên khá. Mà tôi không hiểu được á, cái xe này là mới bán các bạn, VF5 mới bán, mà tôi đã lên tôi nói rất là nhiều lần rồi, thế là có nhiều người thấy họ cũng nghe, họ như khi họ cũng tin tôi nói. Mà những cái xe trước đã bị các bạn, cái này lỗi hệ thống điện dừng không vô số được, đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là không sạc được tại tầm sạc VinFast. À, nhiều khi nó không sạc được, tất nhiên không phải xe nào cũng sạc được, nhưng mà có xe sạc được, có xe sạc được, họ làm không có điều. À, mà lỗi hệ thống điện thì không vô số được rất là nhiều các bạn. E34 VF8 bây giờ VF5 coi lại thêm lần nữa. À, không phải Photoshop đâu nha, đừng nói Photoshop nha, chuyện cười chảy nước mắt. Câu chuyện thứ ba,
tôi sẽ đọc thơ về chiếc xe VinFast. À, không phải thơ của tôi nha, thơ của những người trong hội nhóm này. đọc thơ. Để mà dẫn dắt câu chuyện đọc thơ thì cũng vô cái hội xe ở trong Facebook các bạn. Đây là cái hội này đây. Cái hội gọi là OFFB. Cái hội này lớn lắm nha. Cái hội này là triệu người ở trong. Ở trong này nói về xe cộ, đồ mua bán xe nhiều lắm. Mà tôi vô nó không cho. Không hỏi tôi ở đâu. Khán giả đi cho tôi nha. Đây, cái nội dung thế này. Từ đó tôi mới dẫn dắt đọc thơ được. Tự nhiên tôi đọc liền. Nó dắt quốc lắm. Đây. Một người tên là Nguyễn Việt Anh nói thế này. Mua bực vào mình. Ai bị mua anh chí, bực mà đi mua. Chắc người này là có tinh thần yêu nước nồng nàn, nghe Phạm Nhật Vượng như là nói như vậy. Bây giờ là mua bực vào người, bực mình cũng mua. Đã cập nhật điều hòa cao nhất mà vẫn mất điều hòa. Bây giờ ở Việt Nam trời nóng lắm mà coi như là mở cái nút cao nhất mà cũng mấy điều hòa cũng hoạt động. trời. Sáng đi làm thì xe lỗi liên tục. Trời ơi, ngoài điều hòa rồi. Sáng chắc xe đi làm thì lỗi liên tục. Mẹ xe gì lạ bấy. Anh em mua xe nên cân nhắc. À, bây giờ ý nói là tôi lỡ mua rồi, anh em mua xe nên cân nhắc. Mẹ tội nghiệp ghê bấy. VinFast ơi là VinFast. Đã, bằng chứng nha. Phải tôi nói bậy đây nha. Ngoài xe của tôi nữa nha. Cái này phải Photoshop được nha. Cái này mấy người này ở Việt Nam mà người ta cũng dám là bịa ra, người ta nói đâu. Nói là coi như là mời uống nước trà ngay tại chỗ liền. Người ta bực mình quá, người ta chịu không nổi. À, người ta mới đưa lên thế này các bạn. Cũng dám báo hãng đâu. Có như ôm bực vào người thì chịu khó thôi. Cũng dám báo hãng đâu. Báo hãng là quả nó kêu công an nói là vu không sản phẩm khách hàng mà nó bắt đi tù chết bà luôn. Mà xe với cổ kiểu này. Mua bực vào người. Sáng sớm đi làm lỗi tùm lum. Rồi khỏi đi làm cái gì nữa. Yêu nước đấy, yêu nước đấy. Đặt cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc vào chiếc xe đây. Cuối cùng cái xe này nó không yêu lại mà nó phản. Thậm chí nó hại mình nữa. Nghe dụ lắp bếp xam. Bình luận nha, bình luận, những người bình luận thế này nhiều lắm, 2.9k bình luận lắm, mà 2.900 bình luận tôi đọc hết nha. À, khán giả gửi cho tôi vài cái đọc cho vui thôi. Một người tên là Si Sunrise nói thế này, thời tiết này nếu bị trên cao tốc và trên xe có người có vấn đề về tim mạch thì hoặc huyết áp hoặc là phụ nữ mang thai thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ghê chưa? Như vậy cái xe khác gì một thứ vũ khí nguy hiểm. Y chang vậy. Vin quá tàn nhẫn khi không chịu triệu hồi xe, vẫn tiếp tục bán xe, thậm chí là xuất khẩu. Tàn độc hơn còn xua bài thất học lên mạng, cắn xé lấp liếm bao biển để tiếp tục lừa dân tiêu thụ loại vũ khí nguy hiểm này. Trời là trời biết quá hay các bạn. Đây. Đầu tiên nha, không phải tôi đọc bậy đấy nha, không phải tôi đọc oan cho người ta đây nha. Đây là tôi chỉ đọc lại thôi, chứ không phải là tôi bịa, tôi nói tôi bịa, tôi bịa, tôi bịa cái gì hết trơn. Bạn này bằng lạ, tại bạn nói là Phạm Nhật Vữa nó quá tàn độc. Tại sao là không triệu hồi, không recall đó, những cái xe thế này lại mà để nó lưu hành mà giống như vũ khí giết người vậy. Tôi xin thưa với bạn, nếu mà recall hết, recall 100% luôn, recall nổi không? Không recall nổi. Recall tức là thu lại hết toàn bộ, rồi sửa cũng được, tiền đâu trả lại cho người mua. Ông ta làm cái xe rất là cẩu thả. À, coi như làm cái xe ra mà thử, bị lỗi tùm lum tùm la mà không có chịu thử. Người ta làm xe, người ta muốn đưa ra thị trường, người ta thử đi thử lại, tắt đi tắt lại rất là kỹ, vài ba năm người ta mới dám đưa. Đằng này làm ra đưa đã ra ngoài, coi như người tiêu dùng bỏ tiền ra mua, rồi chính người tiêu dùng cũng thử xe cho ông ta luôn một cách miễn phí. À, coi như là ai bị gì ra hàng chịu, ai bị gì ra hàng chịu. Cho nên bạn nói recall triệu hồi ổng làm đó, tại vì nếu làm vậy là làm coi như ôm hết, làm sao mà làm được. Dân Việt Nam tính mạng nó rẻ lắm, mà đi bớt càng tốt. Không sao hết trơn. Đối với ai, đối với Phạm Nhật Vượng là không sao hết trơn. Còn bạn nói là thậm chí xuất khẩu qua Mỹ, Canada mà có bán đâu. Không dám bán. VinFast không dám bán. Mà người mua cũng ai dám mua. Nhưng mà đưa xe cho ai? Đưa xe miễn phí cho các YouTuber, tái xe cho họ. Đưa cái thân cùi tái xe cho họ là có chuyện gì ráng mà chịu, ký hợp đồng với nhau rồi. Đưa xe miễn phí, thậm chí một tháng nhận vài trăm vài ngàn đô nó không có. Rồi hằng ngày là phải báo cáo chiếc xe. Lỡ trường hợp mà
mà xe với người biến thành than mà lá thư tuyệt mình vẫn còn thì ráng mà chịu, hợp đồng ký rồi chứ đâu có bán chiếc nào đâu, ở nước ngoài bán chiếc nào hết các bạn. Rồi cái vấn đề cái bạn này nói nữa tàn độc hơn á, nó còn xua cái bầy thất học lên mạng cắn xé lấp liếm bao biển để tiếp tục lừa người dân tiêu thụ cái loại vũ khí này. Đúng à, thậm chí mà những cái Việt kiều, người Mỹ gốc Việt hay người Mỹ gốc Canada gì gì đó, nó lùa lên mạng đó, ngày đêm ca ngợi chiếc xe VinFast, sáng mở mắt ca ngợi, trưa ca ngợi, chiều ca ngợi, tối ôm xe về ngủ, ngày mai làm tiếp. Nó ghê gớm vậy phải các bạn. Tiếp tục nha. À, tôi lựa tôi đọc thôi. Có người bây giờ vô biện hộ này, nói thế này nhưng mà có người chạy vô này, nhưng mà cái bạn này nói là những cái đá mà gọi là thất học lên mạng cắn xé lấp liếm này. Đây, đây, đây. Nguyễn Văn Tuyên này, bác thao tác khi khởi động, khi khởi động đúng quy trình chứ? Xe em trước chưa quen cũng thỉnh thoảng báo lỗi, giờ cứ thao tác chậm lại cho em nó lock time phần mềm xong rồi hãy dùng. Mẹ sao gì khổ ghê vậy, mà xe đi chi mà khổ sợ vậy, nó không vô nó còn lấp liếm nè. Tôi đọc như vậy, tôi đọc cũng công bằng nha, bình luận này là bình luận ngược lại tôi cũng đọc nha, không phải tôi đọc cái gì mà nói bất lợi tôi đọc, không phải đâu. Hải Nguyễn Vino vào chửi tiếp nè, cái đám xe điện của Vin là cái đám xe tởm nhất chưa từng thấy. Ở trong này có rất nhiều người vô bảo vệ, cho nên cái người Hải Nguyễn này nói như vậy. Trần Trung như các cụ đi xe Vin cứ phải bình tĩnh, 5 năm khai tử xe xăng là chỉ 5 năm, 2 năm thôi, viết lộn nha. Tiếp theo là xe điện, chuẩn bị ra mắt xe chạy khí hydro. Nhật Nguyễn Minh nói này, hãy nghĩ mình là người con đất Việt, suy nghĩ lạc quan lên xem đó chỉ là sự cố nhỏ, như bao người báo xe rất tốt, không lỗi làm gì cả bạn nhé. Chưa được, coi đàng hoàng nha. Tôi đọc hết á, cái gì tôi cũng đọc hết các bạn. Đây, gần 3.000 bình luận luôn, đọc gì nổi. Mấy bạn gửi cho tôi chừng này thôi. Đàm Minh Tuấn Anh nói thế này, yêu nước chính là yêu thiên nhiên, nên mở cửa gió ra để ngắm nhìn phố phường. Nghe tiếng còi hít hà cuộc sống bác à. Trời là trời, bình luận 222. Yêu nước có nghĩa là yêu thiên nhiên, cho nên ngồi trong xe du lịch mặc dù trời nóng như vậy cũng phải mở cửa ra để mà làm gì, để mà ngắm nhìn phố phường, hít gió, hít bụi, hít quài xe, yêu nước mà. Thì máy điều hòa có hoạt động là phải mở ra. Hai. À, có bạn coi như vô, coi như vô đáp lại liền. Vino lại cút cho một cái bây giờ, dọa thế nào nó vô nó cút. Có bất động sản Đức Ngọc nói thế này đây, em cũng đang cân nhắc đổi xe điện và đọc tin này thấy buồn quá, băn khoăn quá. Thôi đừng điện đừng đóm nữa. Nhất là VinFast nó chạy mẹ như được. Này có người vô bảo vệ này, Nguyễn Trung Nghĩa này, xe bác bị sao thế nhỉ, xe mình cập nhật phần mềm mới đi 2 tháng nay im ru không bị gì cả. Có người nói vậy liền mới. nhiều lắm, gần 3.000 bình luận tôi đọc hết. Bây giờ đọc thơ, có người làm thơ, bây giờ đọc thơ là chính, đọc thơ là chính nha. Vuốt cổ cho cú nữa để mà đọc thơ nha. Đây thơ, bài thơ này, bài thơ Dung Nguyễn Kim. Trong cái lời bình luận này có bài thơ chứ không phải làm bài thơ riêng nha. Đưa thơ lên cho đọc thêm sau, tại vì tôi thấy bài thơ này cũng vui, cho nên tôi đọc cho các bạn nghe. Không phải tôi làm thơ nhưng người khác làm, bây giờ tôi chỉ đọc thôi. vuốt cổ để đọc thơ cho nó hay. Bình tĩnh nghe tôi đọc thơ các bạn. Tác giả Dung Nguyễn Kim làm bài thơ và viết trong cái bình luận như sau. Update thần trưởng xong xuôi, lần lần cảm giác trong người yên tâm, từ nay hết cảnh nồi hầm, giữa trưa có gái vẫn đâm lộn mành, xứng tầm hạ điện xe xanh, à quên hiện đại ngon lành từ đây, đăng ngay lên mạng tỏ bày, ai chê xe giỏm
từ nay im mồm. Nắng hè chín đỏ chồm chồm, cưỡi trên chiến mã chồm chồm anh phi. Điều hòa mát lạnh ngại gì, nắng 40 độ vẫn đi đấy nè. Chả tô nhiệt vẫn ôm xe, nồi hầm ba mút nắng hè vẫn nung. Kêu ai cũng thấy ngại ngùng, bởi từng mãnh liệt lòng trung dạt dào. Bây giờ thấy lòng ngán ngao, ế cưng như sát muối vào lòng anh. Clé 10 vẫn song hành, ve kêu ra rã muốn banh cái đầu. Giá như hồi trước nói nâu, bây giờ đỡ phải người hầu xe điên. Trời ơi trời, hay. Đây, không phải tôi bịa đó nha, tôi đọc thơ nha. Nhưng mà tôi đọc thơ cũng hay lắm, các bạn thông cảm nha. Tôi không phải nhà thơ, cho nên tôi đọc vậy thôi. Thôi, đừng nhắc cái xe này nữa, mà nhắc tôi nhức đầu lắm. Nhưng mà công nhận cái xe VinFast nha, xe điện VinFast nó có những cái câu chuyện mà rất là khôi hài. giải trí thôi nha. Giải trí thôi, còn mua không mua tùy các bạn, tôi không dám nói. Bye bye các bạn. Bye, thank you.